Đó, ông thấy chưa? Tôi với ông cất công từ dưới quê lặn lội lên đây. Vậy mà nó đi miết, nó không về. Đó, ông coi đó, kỳ này tôi dứt khoát tôi không mềm lòng nữa. Bà đừng có làm ầm lên. Con nó có chuyện gấp thì nó mới đi. Tôi đã nói bà nhiều lần rồi, có cái gì từ từ nói thì con nó mới nghe. Con nó cũng trưởng thành rồi, chứ có phải lên ba lên bốn gì đâu mà bà nói cái gì bắt nó phải nghe cái đó. Ông lúc nào cũng bênh nó. Tôi quyết định rồi, kỳ này tôi dứt khoát là như vậy đó. Thưa ba mẹ, con mới về. Nó về kìa. Con xin lỗi mẹ, tại vì cơ quan con có nhiều việc quá, bây giờ con mới về tới nhà. Mẹ đừng có giận con nha mẹ. Hơi đâu mà giận mấy người. Bây giờ mẹ nói con biết nè, nếu mà con không theo mẹ về quê thì con đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Bà đừng làm khó cho nó. Nếu nó thích thì thôi, mình chiều nó đi. Tôi thấy nó làm cảnh sát rất là hãnh diện, nó đem lại cái sự bình yên, an vui cho mọi người, thì đó là cái điều hãnh diện. Bà còn đòi cái gì nữa? Tôi không cần biết cái điều đó. Tôi chỉ muốn nó là một đứa con gái bình thường, sống như những đứa con gái ở dưới quê là được rồi. Mẹ đừng ép con. Con không thể nghỉ việc trong lúc này đâu mẹ. Con còn chưa tốt nghiệp, còn chưa thực hiện được lý tưởng của mình. Vậy nhất là con chưa trả thù được cho bạn của con. Mẹ, mẹ có hiểu lòng con không mẹ? Bà muốn mọi chuyện tồi tệ như vậy bà mới cam lòng đúng không? Mình là bậc làm cha làm mẹ, mình phải ủng hộ nó. Mắc gì bà phải tạo áp lực cho nó. Thôi 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 thôi, thôi được rồi được rồi. Bây giờ hai cha con ông đó muốn làm gì thì làm đi. Coi như tôi không có trong cái nhà này là được rồi chứ gì. Thôi đi mẹ, tôi không nói nữa. Mẹ ơi, mẹ. Bà, bây giờ con phải làm sao đi hả ba? Con thật sự không muốn từ bỏ nghề này đâu ba. Nè, được rồi, ba sẽ tìm cách khuyên mẹ con. Không sao đâu con. Tại sao mẹ không chịu hiểu cho mình? Mình không thể từ bỏ đam mê, nhưng cũng không thể nào là đứa con bất hiếu. Mình phải làm sao đây? Thiệt là khó xử mà. Thank you.
Anh mới đi làm về hả? Ừ. Sao biết em ở đây mà ra? Anh về nhà không thấy em, hỏi ba mẹ thấy không ai nói gì, là anh biết xảy ra chuyện rồi. Mà mỗi lần có tâm trạng thì lúc nào mà em chẳng ra đây. Em có biết là trời sắp mưa không? Em có chuyện gì nói cho anh nghe đi. Lại là chuyện của mẹ nữa phải không? Ừ. Anh Khang nè, nếu em từ bỏ mọi thứ ở đây theo mẹ về quê thì anh có buồn không? Em đang nói cái gì vậy? Tại sao em lại nói? Có phải là mẹ em là bắt em về quê lấy chồng không? Em thật sự không biết phải làm gì nữa. Mẹ rất thương và lo lắng cho em. Em không thể để mẹ từ em được. Nếu mà em nghe lời mẹ thì bao nhiêu cố gắng, hoài bão mẹ mấp ủ bấy lâu nay sẽ như thế nào đây? Em cam tâm sống cả đời với những thứ mà em không yêu thích hay sao? Em không còn sự chọn lựa nào hết. Em không thể để ba mẹ suốt ngày cãi nhau vì em được. Anh có hiểu cho em không? Vậy chỉ cần em không từ bỏ, anh sẽ cùng em thuyết phục mẹ em. Anh tin là bà cũng không muốn nhìn thấy em không được vui vẻ và không hạnh phúc đâu. Chỉ cần chúng ta chứng minh cho mẹ thấy mọi chuyện không nguy hiểm như mẹ nghĩ thì mọi việc là được phải không? Hồng thì có đội trưởng, Ngân thì có bạn trai, Nga thì không còn. Còn mình không có ai hết. Sao lúc này mình thấy cô đơn vậy? Mỗi đau bị mất Nga quá lớn, đến bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai được. Có lúc mình nghĩ công việc này nguy hiểm thật. Nhưng không sao, sống chết có số mà. Thôi kệ, lo lắng quá cũng có giải quyết được gì đâu. Nga thật là tội nghiệp, mình vẫn chưa trả thù được cho Nga. Vậy mà mình thật sự không biết phải làm gì lúc này. Con nó gọi về nè ông. Alo, má nghe nè. Sao có chuyện gì vậy? Sao giờ này con gọi điện cho má? Ở nhà má khỏe không má? Ừ, mà có chuyện gì con nói đi. Đâu có gì đâu má. Tại ngủ có một mình
Nên nhớ má, hỏi thăm má thôi à. Vậy thôi, má ngủ đi nha, con cúp máy á. Alo, Sen, khoan đã. Alo. Trời đất ơi, con với chả cái chưa có kịp nói cái gì hết mà nó đã cúp điện thoại mất rồi. Thôi, bà đừng có lằng nhằng, bà đã biết tính khí của nó rồi. Hồng ơi, Hồng ơi, em sao vậy? Có chuyện gì vậy? Mặt mày nhăn nhó, chẳng hợp với em chút nào cả. Nào, cười lên coi, cười cho anh coi nè. Được không? Nào. Bà bình tĩnh có được không? Đã, uống nước đi. Dạ, con chào hai bác à. Hôm nay hai bác có... Cậu không cần nói gì hết, chỉ cần trả lời tôi. Dạ, có chuyện gì vậy? Có phải cậu chính là nguyên nhân làm cho con Hồng không từ bỏ cái nghề này, có đúng không? Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy chứ? Cái ngành này là con chọn, có liên quan gì đến anh Khang đâu mẹ. Mẹ không có hỏi con, cậu trả lời đi. Dạ, thưa bác, thật sự là con thấy bác rất là lo lắng cho em Hồng. Nhưng mà con cũng mong bác đừng ép Hồng phải từ bỏ đam mê của mình mà bắt em ấy làm những điều mẹ mới không muốn làm. Còn về phần của con hứa với bác là con sẽ đảm bảo sự an toàn cho em ấy suốt đời. Xin bác đừng có lo. Cái gì? Cậu nói cái gì? Cậu nói là bảo đảm cho nó an toàn đến suốt đời. Dạ. Có nghĩa là sao? Là cậu muốn cưới nó hả? Dạ. Cậu giỡn mặt với tôi đó hả? Không, không hề có ý đó. Ý của con là... Chứ cậu mới nói cậu chối là sao? Dạ. Ý của cậu Khang là muốn bảo vệ cái sự nguy hiểm cho con Hồng. Bà hiểu dạ. Không? Ý của con là con sẽ bảo vệ cho em Hồng an toàn suốt đời ạ. Bác đừng có lo. Cậu đó, vậy là chứng tỏ bây giờ cậu đang dạy tôi là làm cách nào cho đúng, đúng không? Thật sự là con không hề có ý đó. Bác đừng có hiểu lầm ý của con. Cậu không cần phải nói gì nữa hết trơn á. Tôi nói cho cậu biết nha, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi cấm cậu không được qua lại với con Hồng nữa. Có hiểu không? Bà bình tĩnh có được không? Cậu Khang là người tốt, cậu ấy muốn cho bà yên tâm cho nên mới nói như vậy. Bà thật là quá đáng. Ông nữa đó, tôi không nói nữa. Tôi đã quyết định rồi. Cậu đi về đi. Ở cái nhà này không ai quan nghênh cậu hết. Cậu về đi. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy chứ? Nhà này là nhà của anh Khang đó mẹ, không phải nhà của chúng ta đâu. Ba mẹ có biết không, vì muốn ba mẹ được thoải mái mà anh phải dọn ra ngoài đó mẹ. Vậy mẹ còn nỡ? Con đã năn nỉ mẹ hết lời rồi, sao mẹ không chịu hiểu cho con mẹ? Cho dù bây giờ mẹ có muốn gì đi nữa, con nhất quyết không bỏ ngành này đâu mẹ. Không. Bà tỉnh dậy đi bà. Bà tỉnh đi bà. Bà ơi tỉnh đi bà. Mọi người đừng quá lo lắng, bà ấy chỉ xúc động quá mức cho nên mới ngất xỉu. Lát nữa sẽ tỉnh lại. Nếu không có vấn đề gì thì mọi người có thể đưa bà ấy về nhà để nghỉ ngơi. Dạ. Xin chào. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, dạ cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ đã nói rồi, em đừng quá lo lắng. Chúng ta ra ngoài đi, để cho mẹ nghỉ ngơi, rồi lát nữa em hãy quay vào. Ừ. Tôi còn ra ngoài một chút ạ. Ừ. Bà đập nghỉ nha. Phải chi lúc đó em biết kiềm chế bản thân thì mọi việc sẽ không xảy ra như vậy. Đã khó, nay càng khó hơn. Em đừng tự trách mình nữa. Em nên nhớ, chuyện gì tới thì sẽ phải tới thôi. Chúng ta đâu thể giấu mãi được. Em biết là như vậy rồi. Em cũng đang tính lựa thời điểm thích hợp để nói với mẹ em. Ai ngờ. Ba. Con chào bác. Ừ. À. Trước mắt á, thì con nên nghe theo lời ba, trấn an á, để mẹ con yên tâm mà về quê. Sau đó thì ba sẽ từ từ thuyết phục bà. Chứ bây giờ con làm càng quá không có hay. Con xin lỗi, con biết không phải làm gì rồi. Con cảm ơn ba đã hiểu và ủng hộ con. Ừ. Thôi ba ngồi đây với anh Khang đi, con vô với mẹ ăn cá. Ừ. Anh ngồi đây với ba em nha. Ừ. Dạ con mời bác ngồi ạ. À. Dạ mời bác. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ gia đình bác mấy ngày qua. Khi nào bà ấy khỏe thì bác sẽ đưa bà ấy về quê. Bác, bác đừng có nói như vậy. Thật sự con xin lỗi bác nhiều lắm. Không không không, cậu đừng lo lắng cho chúng tôi nhiều quá. Thật tình thì tôi cũng hiểu được thành ý của cậu. Dạ. Và đồng thời cũng tin vào sự lựa chọn của con gái mình. Dạ. Ba ơi, mẹ tỉnh rồi ba. Ờ, vậy hả? Dạ. Ba. Bác nghĩ là con không nên vào lúc này. Bà ấy sẽ không vui nếu nhìn thấy con. Vậy nha con. Em xin lỗi. Hay anh cứ về trước đi, để thư thả rồi em với anh nói với mẹ sau nha. Anh không sao đâu. Em vào trong chăm mẹ đi. Có chuyện gì thì nhớ điện cho anh. Dạ. Phải làm gì để thuyết phục ba mẹ Hồng để cho cô ấy tiếp tục công việc này chứ? Hôm nay Hồng không đi làm chán ghê vậy đó. Lát nữa mình qua nhà hỏi thăm Hồng, sẵn chào ba má Hồng luôn nha Ngân. Ừ, vậy cũng được. Để điện thoại trước cho Hồng coi sao ha. Ừ. Ủa, Thầy Khang hôm nay sao vậy? Chuyện lạ của trái đất, phải không Ngân? Để cho đội trưởng yên đi. Có thể là đội trưởng đang suy nghĩ cái gì đó. Chắc là nhớ tới Hồng chứ gì. Hồng tới, Hồng tới. Đâu? Nãy giờ tụi em ồn ào mà thấy cứ im ru à. Bây giờ nghe tên Hồng một cái á, giống như là bật khởi động vậy á. Em đó, còn chưa nộp bản báo cáo đâu. Lo mà làm đi.
Con sợ sang luôn á. Lo mà làm báo cáo đi. Không thôi mà bị phạt thì đừng có kêu ca đó nha. Làm gì mà làm quá thấy ghê à. Vừa làm vừa chơi mới vui chứ. Suốt ngày mặt mày ai nấy cũng như hình sự gì đó. Bởi vậy bây giờ ở đây mới còn hai con mắm mà. Giống như cái chuồng bà đanh vậy. Chết á. Wow, có trách nhiệm dữ vậy. Nhưng mà nè, em không nói, anh không nói, làm sao thì Khang biết được, đúng không? Anh á, số 7 không à. Em mét đội trưởng á nha. Nè. Người ta có lòng tốt như vậy mà còn bị cho là xấu. Tốt cái gì mà tốt. Anh chỉ nói em vậy thôi. Hay là em về trước đi. Nếu không thì ở lại đây với anh mà trực á, thì anh báo trước cho em biết là hôm nay em phải thức tới sáng luôn đó. Hả? Thức tới sáng luôn hả? Em đói bụng quá à. Thức tới sáng lận. Hay là anh mua gì cho em ăn đi. Như vậy mới thể hiện được lòng tốt của anh chứ. Vậy cũng được. Đợi chút nha. À, nhưng mà nè, cho dù có bất cứ động tĩnh gì xảy ra, em phải hết sức bình tĩnh và chắc chắn là không được bỏ vị trí, nghe chưa? Đó là mệnh lệnh. Anh đi đây. Tuân lệnh sếp. Alo, em đang ở đâu vậy? Tại sao bỏ vị trí? Em phát hiện ra Hùng xa lộ. Em sợ nó bỏ chạy nên em tiếp cận. Nhưng mà ai về? Ai về nó cũng bỏ chạy mất luôn đúng không? Ủa, sao anh biết hay vậy? Anh không biết em thì ai biết nữa.
Anh đừng có mét chết em. Chắc chắn là phải nói. Anh không những nói cho đội trưởng biết mà còn phải nói cho cả tòa cơ quan biết nữa. Hả? Em có biết em làm như vậy là vô trách nhiệm, vô kỷ luật không? Thôi được rồi, quay trở lại đây đi. Anh đừng mét với đội trưởng mà. Mai mốt anh nói gì em cũng nghe hết trơn á. Anh lo là lo cho em kìa. Nên lo cho em thì anh... Thì anh sao? Định năn nỉ nữa hả? Nè nè nè, anh nói cho em biết nha. Bây giờ đã động rồi, chắc chắn tụi nó sẽ chuyển địa điểm khác em biết không? Lúc đó sợ sẽ gặp khó khăn. Em nghĩ làm sao mà chuyện này anh không báo cho anh Khai biết được. Quay về đi. Tiêu rồi. Thằng khùng xa lộ đây nè, đừng để tao bắt được, tao sẽ băm mày thành trăm mảnh đó. Em không có gì cần giải thích với tôi sao? Tại sao em lại tự ý hành động? Dạ em xin lỗi. Tôi không muốn nghe lời xin lỗi. Tại sao em lại quên lời của tôi nói? Chúng ta đã làm ngày này phải hết sức cẩn thận. Vậy mà em dám rời bỏ vị trí, không thông báo cho đồng đội. Hơn nữa, nếu em xảy ra chuyện gì thì không chỉ Khiên mà cả đội sẽ bị liên lụy. Đồng chí Sen, đồng chí đã vi phạm nguyên tắc khi làm việc tại hiện trường. Trong ngày hôm nay phải nộp bản tự kiểm, nghe rồi chưa? Dạ. Sen à, Sen đừng có khóc nữa. Đội trưởng cũng là vì lo cho sự an nguy của Sen cho nên mới vậy đó. Ngân nói đúng đó. Lần sau em chỉ cần cố gắng tập trung hơn thì mọi chuyện sẽ tốt thôi. Từ nay em sẽ chú ý hơn. Em nhất định sẽ bắt được bọn tội phạm đó. Đúng rồi đó, chúng ta nhất định sẽ bắt hết bọn chúng. Con nói đi, con có chịu dứt khoát ra khỏi ngành hay không? Bà cũng phải từ từ cho con nó có thời gian để suy nghĩ chứ. Làm gì cũng phải có trách nhiệm. Đâu có phải bán rau bán hành gì đâu mà muốn làm là làm, muốn nghỉ là nghỉ. Tôi muốn câu trả lời dứt khoát, ông đừng có xen vô. Mẹ cho con thời gian đi, chỉ cần vụ án này kết thúc con sẽ bỏ ngành cảnh sát rồi về quê với mẹ. Lúc đó mẹ muốn con làm cái gì thì con làm theo cái đó. Bây giờ mẹ đừng giận con nữa. Bác sĩ đã nói, mẹ mà giận lên là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó mẹ. Đó đó, bà thấy chưa, con nó lo cho bà như vậy đó. Con nó đã hứa như vậy rồi thì bà nên một lần đồng ý cho con nó đi. Tôi với bà đi cũng mấy ngày rồi, phải dành thời gian về lo nhà cửa nữa chứ. Thôi được rồi, đó là con hứa đó nha. Mẹ tin con lần này. À, vậy thôi, nếu bà nói vậy để tôi gọi điện đặt xe rồi chiều nay mình về luôn. Sau này khi nào con làm mẹ, con sẽ hiểu tại sao mẹ làm như vậy. Thôi con đừng suy nghĩ gì nữa. Từ từ ba sẽ thuyết phục bà. Nhưng mà con cố gắng mềm dẻo hơn một tí, rồi thường xuyên gọi điện thoại về cho bà vui. Bà tin là một ngày nào đó
bà ấy sẽ tự hào về con. Ê, cố lên con. Ba, con cảm ơn ba nhiều lắm. Ừ, ngoan đi con gái. Tao đã nói là thằng lớn không được manh động. Tao kêu mày đợi thời cơ sao mày không nghe? Mày muốn bọn cơm kéo đến tấm cả lũ mới hài lòng sao? Tại sao chúng ta phải sợ bọn chúng chứ? Chúng ta chỉ cần ngày 7 là có thể tiêu diệt được những tên mà chúng ta muốn. Mày kiên nhẫn đi, tình hình bây giờ đang căng. Tụi mày tạm thời lặng vài bữa đi, đợi tin của tao. Bây giờ về đi, nhớ nghe lời tao đó. Dạ, tụi em biết rồi. Dạ. Được anh quan tâm như vậy, em thấy hạnh phúc nhiều lắm. Nhưng mà em càng hạnh phúc như vậy, em lại càng thấy thương cho Nga nhiều lắm luôn. Bởi vì Nga chưa có một ngày nào được hạnh phúc cả. Nga chưa yêu ai sao? Lạ thiệt đó. Có gì lạ đâu. Trong đội em còn có Sen cũng chưa yêu ai hết. Mà thật ra Nga rất yêu anh Khiên. Và em thấy anh Khiên cũng có tình cảm với Nga. Chỉ là họ chưa nhìn nhận mà thôi. Khiên có phải là người anh gặp hôm trước không? Ừ. Nếu không tại em cố tình quán đổi vị trí để cho họ được tác chiến cùng nhau thì có lẽ Nga đã không chết. Em đừng mãi trách mình như vậy. Mọi chuyện không ai biết trước được. Khi nào mà nó đến, chúng ta phải đối mặt mà thôi. Nhưng mà Nga là một cảnh sát giỏi, bạn ấy không thua kém nam giới. Sự ra đi của Nga là một mất mát rất lớn đối với tụi em. Nhưng có bao giờ em nghĩ là trong giây phút chỉ cần cứu được người mình yêu, Nga sẵn sàng hy sinh trong hạnh phúc mà quấy cho là xứng đáng. Ừ. Có lẽ anh nói đúng. Em uống nước đi. Em đã hứa sẽ đi chơi vui vẻ mà sao cứ nhắc tới chuyện buồn hoài vậy? Hãy hứa với anh, đừng bao giờ tự trách mình. Hãy sống thật vui và thật hạnh phúc. Em có biết không? Ừ. Có khi nào cô ta đã nói cho anh ta biết mình? Nếu không tại sao anh ta lại nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ? Tại sao anh lại phạt Sen chứ? Có phải là vì chuyện của em mà... Em đừng có nói vậy. Sen sai thì chịu phạt, chuyện nào ra chuyện đó. Em cũng biết tính của Sen quá rồi mà. Chắc là nông nổi, tự ý hành động mới hư chuyện hả anh? Xin chút nữa là ảnh hưởng tới tính mạng của Sen rồi đó. Em với Sen tính khí chẳng khác nhau gì lắm. Chỉ là em cứng rắn hơn Sen. Vậy mà chuyện lần này em lại... Thôi, em đừng nhắc tới chuyện cũ nữa, được không? Bây giờ anh chở em đi ăn nha. Hôm trước á, em nói với anh em thèm ăn bún bò. Vậy thì hôm nay mình đi. Nhưng mà em chưa thấy đói. Em thấy em có lỗi với mẹ em quá. Vì muốn mẹ về mà em phải nói dối. Em thật là bất hiếu phải không anh? Em đừng có nghĩ vậy. Anh tin rồi mẹ em cũng sẽ hiểu và thương em nhiều hơn. Còn bây giờ
thì nghe lời anh, gian với anh nha. Em muốn ngồi đây thêm một chút nữa. Nếu Hồng không phải là con gái duy nhất trong nhà, có lẽ cô ấy không chịu nhiều áp lực như thế này. Mình phải làm gì mới san sẻ được trách nhiệm này đây? Nên cho Ngân biết nghi ngờ của mình hay không? Hơi còn đau. Ba nằm nghỉ đi. Con xuống căng tin mua cháo cho ba ăn nha. Ba con chưa có được ăn đâu, con khỏi phải đi mua. Ủa sao lại không ăn được hả mẹ? Con thấy ba ôm bụng mà hình như ba đói bụng á. Nói đến chuyên môn nghề nghiệp mẹ không có bàn đâu, nhưng về nhiều thứ khác á, con cần tìm hiểu và học hỏi thêm nha. Ủa là sao mẹ? Mẹ nói gì con không hiểu. Đường ruột của ba nó chưa có thông nên không có được ăn. Thì con ra là vậy. Ba, vậy giờ ba nhắm mắt đi. Ngủ ngon nha ba. Không chừng ngủ xong á thì ruột ba sẽ thông lại. Lớn rồi, nói năng không sợ người ta cười. Mẹ, ai cười mặt ai, miễn sao ba con vui và khỏe là được rồi. À, trong kia con. Dạ cô chào hai bác ạ. Anh mới tới hả? Con có chút quà gửi bác trai. Bác cảm ơn con nhiều nha. Dạ bác thế nào rồi ạ? Ông Trọng tới. Dạ chào bác. Cảm ơn con tới thăm bác. Được rồi, quý nhau lỡ tấm lòng chứ quà cáp làm gì. Dạ bác khỏe chưa ạ? Cũng đỡ đỡ một chút. Bác ăn uống làm sao? Chưa ăn được, 8 tiếng nữa mới được ăn. Để em tiễn anh ra cổng luôn nha. Thôi em vô với ba mẹ đi. Anh về nha, có gì báo cho. Vậy về tới nhà nhớ gọi cho em nha. Anh về nha. Anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng mà Ngân nè, em phải nhớ là em phải hết sức bình tĩnh đó nha. Nhìn vẻ mặt của anh có vẻ nghiêm trọng lắm. Anh có chuyện gì cứ nói đi, em không sao hết. Anh nghĩ là anh nhớ gì? Anh nhớ Nga hả? Ngân, em cần phải hết sức tỉnh táo và hợp tác với anh. Để em tiễn anh ra cổng luôn nha. Thôi em vô với ba mẹ đi. Anh về nha, có gì báo cho. Vậy về tới nhà nhớ gọi cho em nha. Anh về nha. Tôi lại về lòng em tan tê. Mưa sao thôi rơi cho vơi nỗi sầu. Cho tình yêu ngút ngàn. Trước mắt chúng ta vẫn thực hiện kế hoạch cũ, tăng cường tuần tra khu vực nóng. Có ai có ý kiến gì không? Thưa anh, em muốn thay vị trí của Sen. Em và Hồng sẽ trực ở vị trí quán bar. Nếu vậy, Sen và tôi sẽ phụ trách khu vực vũ trường và khách sạn. Anh hay thiệt đó nha. Sao biết em tới mà ra vậy? Trời, cái gì mà em đứng thụ lụ làm anh hết hồn luôn đó Sen. Anh, chạy xe ôm không anh?
Hả? Đâu đây mới chạy xe hợp rồi em. Dạ anh chở em đi nha. Ê à, không được rồi, anh bận rồi. Em gọi xe khác giùm anh đi. Thôi bây giờ anh chở em đi đi, xong rồi em chở anh lắp đo cũng được nữa. Hey, bậy ơi, xe ôm cũng có uy tín của xe ôm chứ. Cô ở đâu? Tôi tới rồi, sao không thấy cô vậy? Anh hãy mau chóng rời khỏi đó và về nhà, không cần làm gì hết. Nè, cô đùa với tôi hả? Tôi không phải con rối của cô nha. Chính vì anh quá nôn nóng nên không hề biết đã có người theo dõi anh. Anh về nhà đi, tôi sẽ sắp xếp gặp anh sau.